Rồi, xin chào cả nhà nhé. Đây, tiếp tục những video về động cơ nha. Cấu hình ẹt 4 số nồi tự động. Mình úp 57 gen zin vô một mớ đồ chơi nha. Rồi sẵn bữa nay mình báo cái trọn gói để cho anh em xem á. Có nhiều anh em bình luận trên cái kênh của mình hỏi giá này kia, thì cái cơ cấu máy là tùy theo làm, tùy theo đồ nữa. Nhiều khi báo có giá, nhiều khi mình báo có giá mà rẻ quá thì cũng không được, mà báo giá mắc quá thì cũng cũng khó xử nha mọi người. Thì đây, hôm nay thì phố báo hết cái giá tổng gói này sẵn cho anh em xem tham khảo luôn nha. Rồi thì bên này thì vô một mớ đồ chơi, mình báo tổng cái giá luôn. Cái máy bình thường đem lại ẹt 135 á, thì trái của nó 54 nha mọi người, nhưng mà này mình lên 57. Thì 57 nó có nhiều cách lên. Thí dụ như 57 thì có nhiều anh em là lên lồng ẹt 150, lồng zin, trái zin. Còn cái này là mình đi lồng đồ chơi, trái đồ chơi nha, thì nó sẽ mắc hơn. Thì chọn gói này á, là mình làm tầm 10 triệu. Là 10 triệu gồm cái gì thì mình sẽ quay cho anh em mình cùng xem nha. Máy gã ra làm thì trước ta hết là phố thay full bạc đạn. Full bạc đạn máy, full bạc đạn máy là gồm 11 cái nha, hai bạc đạn trên luôn. Thì cái này phố thay rồi, phố đóng rồi, tại vì tính quay hồi chiều hôm qua nhưng mà lưu vu quá rồi chiều tối luôn rồi quay không kịp, rồi thôi sẵn thời gian phố đóng bạc đạn như đây luôn cho nó gọn. Thì bạc đạn máy thay full bạc đạn máy nha. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là dên đi tay CNC nha. Đây, đi tay CNC cả nhà. Tay này á nó cứng, nó chất lượng hơn nha. Còn mà thí dụ như đi tay zin á thì cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà nếu mà lên 57 rồi, lên 57 đồ chơi thì mình nên đi cái tay này, nó hay hơn. Thì chọn gói, để mình nói chọn gói trước đi. Thì cái máy gồm cái máy ghi đem lại thì là mình làm 10 triệu. Thì thứ nhất là thay full bạc đạn, thứ hai là dên ép thay tay CNC nha. Để xác vô tay đồ chơi cả nhà. Đó, tay này thì nó cứng nha, đi nó bền đó. Rồi thứ hai thì đây lồng. Cái này mình bỏ cái hộp rồi, tại vì mình để nó lưu vu quá, mình sáu mình thay hai mình bỏ hộp luôn. Đó, lồng mới nha, lồng kiến, lồng TA, lồng rất là đẹp nha anh em, rất là sắc sảo luôn. Cái này mình quay không phải là mình quảng cáo cho thương hiệu nha, để mất công YouTube nó làm khó làm dễ nữa. Mình chỉ quay là những món đồ mình mua mình gắn thôi, không quảng cáo cho thương hiệu. Nhưng mà đồ mình xài thì thường mình xài đồ này, đồ mình xài nó cũng rất là tốt. Trên thị trường thì đồ bán rất là nhiều loại, nhưng mà về riêng mình thì mình quen xài loại này rồi, thì mình xài loại này nha. Lồng thì nó gồm có con chân, con xe lách luôn nha. Bạc, trái, đây, trái rất là đẹp nha anh em. Bạc, cái này là trong bộ nó luôn nha. Cái này là bạc với tông riêng, lồng riêng. Nếu mà anh em có trái rồi á, nếu mà anh em có trái rồi, trái mới á, thì anh em mua cái lồng để vô. Hoặc là anh em có cái lồng rồi thì anh em mua trái để vô. Nhưng mà cái này chưa có thì mình mua full bộ nữa nha. Đó. Rồi, dên, tay, đồ chơi, lồng đồ chơi. Rồi, kế tiếp là cam nha. Cam độ nhẹ bên mình thì cũng đâm cam đồ chơi luôn. Mà cái này thì thôi cho mình không nói nha, để có nhiều anh em
Thí dụ như mình nói mà mình đi cái mẫu cam đó, cái cự ly đó, có nhiều anh em đi cái mẫu khác rồi mất công anh em chê cười mình nữa. Thì thôi cho mình không nói cái cam nghe, vẫn là cam độ nhẹ của mình. Rồi cái tiếp đó là lò xo đầu. Rồi thì bắt đầu tới bố. Đây bố ba càng. Bố ba càng thì bên mình là bố thịt nha, sợ bố thịt. Đó sợ bố thịt. Rồi bố lá luôn. Rồi quan trọng là cái đầu nha. Cái đầu làm theo cấu hình, làm theo bài của mình nha. Làm theo bài của cái bộ 57 đầu cao của nó. Chứ nếu mà anh em không có làm lên nó thì cái đầu sẽ đi không được nha. Thì làm cái đầu lại cái nữa. Rồi mình thay sinh cam luôn. Thay sinh cam, thay phút, gòn keo. Nhất nhau công cán, nói chung là full hết cái máy thì tầm khoảng 10 triệu nha. Đó. Còn ví dụ như anh em đi dên dên thường, có nghĩa là dên mình không hai tay, mình đi tay theo cái dên hoặc là cái tay zin thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu. Rồi anh em đi lồng 150 lồng zin, trái zin thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu. Tại vì cái lồng này là lồng trái này không, nó gần cũng hết 3 triệu rồi, 2 triệu mấy, 3 triệu rồi. Còn cái lồng kia với trái kia luôn nó còn triệu mấy à, thì nó sẽ rẻ hơn anh em. Rồi nếu mà mình đi lồng trái kia thì cái giá tiền nó sẽ nới hơn. Thì nếu mà đi sẵn mình cái giá chung chung á, cái giá chung chung mà nếu mà đi cái cấu hình kia thì nó tầm khoảng 7 triệu, nó tầm khoảng 7 triệu. Rồi thì xe này là mình làm sẵn rồi, thằng em này nó cái nồi nó bị hú á, cái nồi nó bị hú rồi mình thay nồi luôn nha. Đây thì sẵn quay cho thằng em này nó xem luôn, thay bộ nồi luôn. Này mình thay bộ nồi hãng nha, thay nồi hãng. Thì hai bộ nồi thì hai cái này mình thay luôn. Đó, hai cái này, hai cái này. Rồi cái này mình bỏ qua bên nha. Đây đồ của nó đây. Mình xé bịch rồi, bỏ hộp rồi cho nó trống. Đây. Đồ này đúng đồ hãng nha anh em, chứ không phải đồ tầm bậy nha. Cái nào ra cái nấy nha, tại vì mình bỏ cái hộp rồi, mình không có để cái bọc. Tại vì mình lấy cái bọc ra, mình lấy cái hộp ra cho chủ xe coi rồi mình không có để vô. Mình dùng cái hộp luôn rồi. Đây đúng đồ hãng nha. Đồ này đồ mới cũng có, đồ chợ cũng có, nhưng mà mình không mua nha anh em. Mình thay thì mình thay cái nào mình nói cái đó nha. Đồ chợ, đồ mới thì có thể nó rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà chạy chất lượng thì nó sẽ không được êm. Thì có sao mình nói vậy. Mình thay đồ gì thì mình nói đồ đó. Chứ mình thay đồ này mà mình nói đồ kia rồi thì cũng không được cả nhà. Rồi thì video thì Phố xin Phố quay up lên cả nhà xem vui, xem giải trí, rồi mình tham khảo, anh em tham khảo luôn nha. Còn phút này á, thường mấy cái máy mình làm á là mình nên thay phút luôn nha anh em, thay phút nước luôn. Để nhiều khi anh em mà làm máy mà cái phút nước á anh em không thay á, chạy một thời gian, thí dụ nó chưa có xì đi, nhưng mà anh em chạy một thời gian sau nó sẽ bị xì, thì sẽ làm hư cái máy của mình. Rồi cũng lúc đó chủ xe lại kiếm mình này kia nữa mất công nha cả nhà, nên thay luôn nha. Phút này thì thay full bộ nó tầm khoảng 200 mấy à, cũng không có mắc mỏ gì đâu. Đây hạt này hạt một nồi nha. Đó còn máy móc là rửa sạch từ trong ra ngoài nha. Cái này mùa hông quá, mùa hông rồi. Thêm giờ này cũng trời mưa, trời chứng mưa nữa, bầu trời cũng không được sáng nữa. Rồi thì đó, có quay cho cái nhà xem như đó. Cái máy lên đồ chơi thì dên tay, máy phun vật đạn, nồng đồ chơi, trái đồ chơi, cam cò, cam lò xo đầu, thì cái máy làm chung khoảng 10 triệu đô lại. Còn nếu mà anh em đi cái lồng ẹt 150 lồng zin, tay zin theo tay zin, thì tay zin của cây zin thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi thì nói chung thì video thì Phố quay lên up lên cho cả nhà xem vui, xem giải trí nha.
Con có gì thì phố vay được cái nấy. Thì cả nhà xem kênh của phố á thì thấy vui, thấy có ích thì cả nhà nhớ cho phố một like và một đăng ký nha. Một like và một đăng ký của cả nhà là một cái động lực giúp phố làm ra được nhiều video nữa để lớp lên cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi thì video phố nên làm tới đây. Nói chung thì máy thì cấu hình thì mình quay cả nhà thấy rồi đó, rất là ok, rất hoàn hảo nha. Rồi sẵn rồi cho mình nói luôn, ở cái video mà mình có hướng dẫn gắp máy nè, cái máy ạch này mình cũng có hướng dẫn gắp máy full máy luôn. Thì có anh em nào muốn xem video về gắp máy thì vô cái kênh của mình rồi vút xuống đếm nha cả nhà. Mình có hướng dẫn gắp máy thì mình bởi vì hướng dẫn rồi mình không có quay lại nữa, mình chỉ quay cấu hình thì cho anh em xem vui thôi. Phố xin kết thúc video nha, kết thúc video để gắp máy rồi lên máy để còn tranh thủ giao cho khách nữa. Rồi thì thôi video phố xin làm tới đây thì phố xin hẹn gặp cái nhà video tiếp theo nha. Rồi thôi xin chào cả nhà nha.